Dư luận Hồng Kông, Trung Quốc đặt câu hỏi người đẹp Thái Thiên Phượng lấy đâu ra nhiều tiền để sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ. Dư luận nghi ngờ, phải chăng cô là con cờ của vụ rửa tiền từ gia đình chồng và chồng cũ? Tờ Seoul đưa tin ông Quảng Cầu là cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng, hiện đề nghị được thuê luật sư sau khi bị tạm giam để điều tra về hành vi sát hại, phân xác con dâu cũ Thái Thiên Phượng gây chấn động hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải đặt câu hỏi là nghi phạm yêu cầu gia đình chồng hiện tại của nữ người mẫu phải chịu toàn bộ mọi chi phí. Sau thông tin trên, thì dư luận Hồng Kông, Trung Quốc đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cha chồng cũ và cha chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng là ông Đàm Trạch Quân. Ông Đàm Trạch Quân là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực thực phẩm. Ông sáng lập và điều hành chuỗi nhà hàng có hơn 150 chi nhánh từ Trung Quốc, Nhật Bản sang đến Úc, Singapore. Điều được mọi người quan tâm nhất hiện tại là liệu Thái Thiên Phượng có phải là con cờ của vụ rửa tiền hay không? Theo báo mạng HK01 của Hồng Kông, thì Thái Thiên Phượng đang là cổ đông đứng tên pháp nhân công ty do ông Đàm Trạch Quân điều hành. Trước khi mất, thì Thái Thiên Phượng làm chủ nhiều bất động sản đắt đỏ, bao gồm cả căn nhà khiến xảy ra thảm kịch. Truyền thông Hồng Kông đặt câu hỏi, cô chỉ là một người mẫu, nuôi 4 con, hỗ trợ kinh tế gia đình chồng cũ, thì lấy tiền đâu để mua nhà? Thông tin quan trọng thứ hai là về gia thế của mẹ Thái Thiên Phượng. Theo báo mạng Sohu, thì bà là người có tiếng trong giới cờ bạc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Bà không có công việc cụ thể, nhưng lại nổi tiếng tiêu tiền, mua đồ hiệu. Nguồn tin cho thấy là bà có quan hệ mật thiết với con rể Chris, là chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng. Vụ việc Thái Thiên Phượng ngày càng đi theo chiều hướng phức tạp. Nếu như đúng lộ trình, thì ông Quảng Cầu chịu hình phạt cao nhất là chung thân, có thể nộp đơn xin ân xá khi về già. Các đồng phạm thì có nhiều khả năng là chịu đến 10 năm tù. Mẹ của Thái Thiên Phượng và hai con của chồng cũ kế thừa tài sản của nữ người mẫu xấu số. Nhiều khả năng là sau khi ra tù, thì ông Quảng Cảnh Trí là chồng cũ của Thái Thiên Phượng vẫn có quyền nuôi con và thừa hưởng khối tài sản của người đã khuất để lại. Các chuyên gia phân tích tội phạm ở Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng còn nhiều ẩn khuất trong vụ việc, khó có thể đưa ra quyết định cuối cùng và hợp lý. Trước đó, khi mà video đám cưới giữa Thái Thiên Phượng và Chris xuất hiện trên mạng, thì chi tiết về mối quan hệ thực sự giữa hai người cũng khiến nhiều người khó hiểu. Bởi trong khi cả hai đều cho rằng họ gặp nhau một cách tình cờ trước khi nên duyên vợ chồng, thì theo lời kể của mẹ Thái Thiên Phượng, thì con gái bà và ông Chris lại quen nhau từ năm 10 tuổi, học cùng trường quốc tế. Bạn thân của Thái Thiên Phượng thì lại tiết lộ Chris và Thái Thiên Phượng là bạn từ hồi học cấp 2. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố kẻ giết người. Có 7 nghi phạm bị bắt giữ, bao gồm ông Quảng Cảnh Kiệt, 31 tuổi, tài xế riêng là anh của chồng cũ Thái Thiên Phượng. Quảng Cảnh Trí, 28 tuổi, thất nghiệp, là chồng cũ của nạn nhân. Ông Quảng Cầu, 65 tuổi, là bố chồng và cảnh sát nghỉ hưu. Và Lý Thủy Hương, 63 tuổi, là mẹ chồng của Thái Thiên Phượng. 3 nghi phạm khác bị yêu cầu ra tòa cho lời khai là một người phụ nữ tên Wu là tình nhân của ông Quảng Cầu, một người đàn ông tên Linh là bạn thân của ông Quảng Cảnh Trí và Phan Sảo Hiền là bạn gái mới của Quảng Cảnh Trí. Vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng, tên tiếng Anh là Abby Joy, được xem là ly kỳ và rùng rợn mà nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tranh chấp số tiền hơn 10 triệu đô la Hồng Kông, tức khoảng 1.3 triệu Mỹ Kim, giữa người đẹp Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ đã gây chấn động dư luận quốc tế khi cô được thông báo mất tích từ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Đến ngày 24 tháng 2, thì cảnh sát phát hiện ra một số bộ phận cơ thể của Thái Thiên Phượng trong tầng trệt của một ngôi nhà 3 tầng tại Tai Po, Hồng Kông. Còn hai chân của cô thì được tìm thấy trong tủ lạnh. Đến ngày 26 tháng 2, thì cảnh sát tiếp tục tìm thấy phần đầu và một số xương sườn của người mẫu Abby Joy trong một cái nồi lớn. Giới điều tra đã tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của Thái Thiên Phượng, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hết các bộ phận, dù đã huy động lực lượng lớn cùng công nghệ tìm kiếm hiện đại. Thế nên, công việc tìm kiếm đã ngừng lại. Phiên xét xử tiếp theo của vụ án gây chấn động này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 tới đây.